Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 21 bị can trong vụ án bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Xây dựng Bắc Nam 79, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Ông Trần Văn Minh Trái và ông Văn Hữu Chiến. Trong số đó, các bị can gồm Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011, Văn Hữu Chiến, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014, Phan Văn Anh Vũ, Vũ Nhôm, Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phan Xuân Ích, cựu Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Quang Thành, cựu Giám đốc Công ty Minh Hoàng Phát, Phan Minh Cương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thành lập 79, Giám đốc Ty trách nhiệm hữu hạn E.G. cùng bị truy tố hai tội danh: vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Các bị can Nguyễn Điểu, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng; Trần Văn Toán, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng; Đào Tấn Bằng, cựu Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cùng một số người bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Cáo trạng xác định 21 bị can trong vụ án này có liên quan đến các hành vi vi phạm quy định xảy ra ở 21 bất động sản là công sản đã được Vũ Nhôm hòa hợp với các bị can khác để mua rét mướt rẻ. Vì những động cơ khác nhau, Trần Văn Minh và các đồng phạm đã vi phạm quy định nghiêm trọng, cố ý làm trái các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, các quy định về quản lý đất đai trong thời gian dài từ năm 2006 đến năm 2014, giúp Vũ Nhôm thu lợi danh tà khác biệt lớn thông qua việc nhận nhiều đất dự án, mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, tạo dư luận bức xúc, gây thành quả khác biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến có hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, vi phạm các quy định về quản lý đất đai như ký ban hành nhiều văn bản và chỉ dẫn cấp dưới thực hiện việc giao đất, thu mini, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho bị can Vũ trái quy định của quy định, giảm rét mướt, giảm hệ số sinh lợi, cho phép chuyển đổi tên người nhận quyền sử dụng đất trái quy định của quy định. Ngoài ra, tại một số dự án bất động sản, trước khi được chuyển nhượng cho Vũ Nhôm, bị can Trần Văn Minh đã chỉ dẫn cấp dưới thành lập các văn bản pháp lý, mau lẹ hoàn thành biển sơ, thủ tục để giúp Vũ Nhôm được nhận chuyển nhượng các dự án này không qua đấu rét mướt quyền sử dụng đất, với rét mướt chuyển quyền sử dụng đất thấp hơn rét mướt do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định. Trần Văn Minh và đồng phạm đã tạo điều kiện cho Vũ Nhôm trực tiếp được nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác đối với 15/22 nhà, đất công sản và 6/7 dự án đất trên cơ sở tạo cơ hội cho Vũ Nhôm có quyền quyết định việc chuyển nhượng, khai thác, sử dụng nhằm trục lợi. Hậu quả, số tiền nhà nước bị thiệt hại tại 22 nhà đất công sản là trên hơn 2.000 tỷ đồng, tại 7 dự án là trên 19.000 tỷ đồng. Tổng số tiền nhà nước bị thiệt hại là hơn 20.000 tỷ đồng, riêng dự án 29 hectare khu thị trấn quốc tế Đa Phước, số tiền nhà nước đã thiệt hại là trên 11.200 tỷ đồng.